Rồi, ok, hello anh em, lại là em Kiên đây. Rất vui khi được lại tất cả những anh em trong buổi live ngày hôm nay ha. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em Kiên sẽ lên sóng nhanh giới thiệu cho anh em những con quần 6 túi hộp ha. Thì đợt trước khi mà em Kiên về hàng thì được sự ủng hộ của anh em rất là nhiều. Nên ra hôm nay em Kiên sẽ tiếp tục về hàng để mà phục vụ cho anh em mình ha. Thì đầu video lúc nào cũng vậy, luôn luôn chúc cho anh em mình thật nhiều sức khỏe nè và đạt được những điều anh em mình mong muốn ha. Rồi, em Kiên không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, em Kiên sẽ bước vào giới thiệu cho anh em hai form quần 6 túi hộp trước ha. Rồi, đây trên màn hình anh em có thể thấy nè, trên tay phải của em Kiên là đang cầm một con quần 6 túi hộp chất vải kaki, và bên tay trái của em Kiên là đang cầm một con quần chất vải là caro ripstop ha. Rồi, hai màu này ha, ở bên tay phải của em Kiên á là cái màu nó hơi xanh xám á nè, cái chất vải kaki thì nó hơi xanh xám ha, nó hơi xanh xám. Còn cái chất vải mà caro thì nó hơi gọi là xanh han úa ha. Đây, một con là xanh xám và một con là xanh han úa ha. Đây, anh em mình có thể coi nè ha. Rồi, bây giờ anh em thấy được màu rồi đúng không? Thì em Kiên sẽ đi review từng con quần ha, review chất vải kaki trước nha anh em. Rồi, lúc nào cũng vậy ha, nó vẫn sẽ có cái lá nem để bảo vệ cái phần mông bên dưới này ha, nó không nó sẽ được hạn chế cái phần mà bị lủng quần ha. Đây, một cái lá nem nha này. Rồi, những cái về form thiết kế thì nó cũng quá cơ bản rồi ha, vẫn có đai này ha, anh em mình có thể coi về những cái đường chỉ ở trên những cái phần túi nè, nhất là về cái phần viền và cái phần lai á. Đấy, nó đều may hai đường chỉ đôi hết nha nè, may hai đường chỉ đôi hết ha. Rồi, đây là cái quần nè, quá nem nè ha. Rồi, anh em còn vào phần sau của em Kiên nè. Rồi đấy, túi ở phần mông ha, thì nó sẽ là túi chìm nha nè, phiêu và phiêu bóng ha, túi chìm mà là phiêu bóng ha. Rồi, lá nem nè. Đấy, lá nem nè ha. Rồi, hệ khóa là hệ khóa đồng 5 ly nha nè. Đối với cái phần túi á, ở trên cái con quần này em Kiên rất thích về cái phần túi ha, vì cái túi nó khá là sâu. Anh em mình sẽ an tâm về cái phần mà đựng điện thoại hay là đựng bóp á, nó sẽ không có bị cạn khi mà anh em mình đi xe, nó sẽ bị hạn chế cái vấn đề gọi là bị rớt đồ ha. Đó, em rất là thích cái phần túi mép ở bên này ha, rất là sâu luôn. Rồi, ở phần ống, và ví dụ anh em nào mà muốn gọn á, anh em mình có thể rút cái dây rút này lại ha, là nó rất là gọn, ok không? Rồi, chất vải kaki nha anh em. Rồi, con quần này em Kiên vẫn bán mức giá là 250.000 ha. Anh em nào lấy một cặp, em Kiên sẽ free ship cho anh em ha. Còn nếu anh Kiên bán lẻ cho một con là 250.000. Rồi đó, đây là chất vải kaki nè ha. Đây, chất vải kaki nè ha. Rồi, em sẽ lên một con review một con chiếc vải caro cho anh em đi ha. Quên nữa, cái chiếc vải này mềm lắm, anh em nào mà đã từng mua hàng của em Kiên thì chắc anh em cũng biết rồi ha. Chiếc vải mềm và anh em mình có thể giặt tầm một nước rồi, nó rất là mềm ha, mềm nhũng luôn, mặc rất là mát. Rồi, con thứ hai là chiếc vải caro nha nè. Đây là chiếc vải caro nè. Thế nào được gọi là chiếc vải caro ha, anh em mình có thể nhìn vào cái vân vải của nó ha, nó chia làm những cái ô vuông nè. Đấy, nó chia làm những cái ô vuông như thế này ha. Về thiết kế thì nó cũng như cái con kia thôi ha, vẫn có cái đai như thế này. Rồi, đường lai nè, quan trọng là phải cái phần lai chân nè. Ở đây anh em mình có thể thấy cái phần lai chân không, nó sẽ may hai đường chỉ đôi ha, thì nó đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi, em Kiên về gần như là đủ size để mà phục vụ cho anh em mình nha. Rồi, anh em mình nhớ cho em Kiên nè, em Kiên về được 4 size, 30, 32, 34 và 36 ha. Dao động cho vòng bụng cỡ 78 đến 92. Hơn là em Kiên không có đâu. Không có đâu nha. Dạ, anh em lưu ý giúp giùm em. Nên là anh em nào mà có chốt hàng á, anh em mình có thể nhấc máy alo cho em, có thể nói cho em là cái vòng bụng của anh em rơi vào tầm cái size nào, tầm bao nhiêu để mà em có thể lấy đúng cái size cho anh em ha. Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà nó lỡ đi mà gửi ra cho anh em mà nó bị vấn đề gọi là bị không vừa á, anh em cứ báo em sẽ lập tức cho shipper đến
lập tức cho shipper đến để mà đổi quần trực tiếp cho anh em. Rồi, cho anh em có một con quần nó vừa vặn, mặc nó mới đẹp ha. Rồi, con quần này nó vẫn có cái lá nem nha anh em. Túi hộp sau là túi hộp chìm. Feel là feel bóng ha. Đây nè, feel bóng nè ha, túi hộp chìm nè ha. Lá nem. Đấy, một con quần ha. Rất là đẹp nha anh em. Giá tiền thì cực kỳ hợp lý để cho anh em mình mặc đi làm đi chơi ha. Rồi, 250.000 nha anh em. Anh em nào quan tâm có thể nhấc máy kèm kiền nha. Đó là hai con quần. Rồi, thêm một điều này nữa mà em Phi muốn nói cho anh em nè. Bây giờ hiện tại là cái lô trước, một dạng quần vải poplin ha. Thì em đang bị dư size 36 là rơi vào dòng bụng cỡ 90 đến 92 ha. Rơi vào dòng bụng 90 92. Bây giờ anh em nên lưu ý nha, cái này là em bị lẻ. Đâm ra là bắt buộc em phải, coi như là muốn chơi hàng thì mình phải gọi là bán xả thôi nè mà. Đấy, một cái lô trước em bán là chất vải ô liu ha, màu ô liu, một con màu ô liu ha. Nhưng mà giờ em chỉ còn size 36 thôi. Đó là nếu mà anh em nào mà có vừa cái vòng bụng này á thì em sẽ bán cho anh em cái mức giá là 220.000 ha, 220.000. Chất vải poplin ha. Form thiết kế là như hai con kia thôi ha. Chất vải mềm. Mềm ơi là mềm luôn, mềm. Mặt rất là mát ha, mềm ơi là mềm luôn. Cái con caro hồi nãy mà em review cho anh em cũng như vậy thôi, rất là mềm ha. Mềm lắm. Đây nè. Mềm chứ phải mềm ơi là mềm luôn. Mát. Mấy con caro này mặc mát lắm. Kaki cũng vậy ha. Rồi, anh em nào quan tâm có thể nhấc máy alo cho em Kiên nha. Rồi, cái size 36 là em còn size lẻ, đâm ra là em bắt buộc em bán giá xả cho anh em nha là 220. Còn những con quần kia là 250. Rồi, cảm ơn em mình rất nhiều. Rất mong sẽ được sự đồng hành của anh em trong những video clip tiếp theo. Thân chào anh em.